Em làm video với lens 20 f/2.8 đi ạ. Ok, đối với hãng Canon thì các bạn có thể tham khảo một số ống kính. Đầu tiên đó là Canon 20 f/2.8 phiên bản L1. Đây là phiên bản có giá từ cũ từ 10 đến 12 triệu và nó sẽ zoom ngoài, nó không zoom trong nhé. Ở một số ống kính thì các bạn nên test ở khẩu 2.8 nếu có nó nét căng hay không nhé, bởi vì nguyên bản lên này nét. Tuy nhiên ở hiện tại thì sản xuất khoảng được 20 năm rồi thì người ta có thể tháo ra vệ sinh hoặc sửa chữa nhiều, thế nên là có thể bị lệch nét, focus gì đó. Thì các bạn lưu ý là khi test nên test kỹ một xí. Lens này có hỗ trợ thêm chức năng macro để các bạn có thể chụp sản phẩm cũng như là chụp cận cảnh hoa lá rất là ok. Và tiếp theo là phiên bản 20 f/2.8 L2. Đây là bản nâng cấp của cái phiên bản này thì giá nó hiện tại tầm 20 đến 22 triệu. Đây là cái lens tăng được cái độ nét, độ trong và cũng như lên nét nhanh hơn. Và tiếp theo là phiên bản ngàm RF cho mirrorless, đó là RF 20 f/2.8 IS USM và giá cũ hiện tại nó khoảng tầm 45 đến 50 triệu. Tiếp theo đó là hãng Sigma, bạn có thể tham khảo cái dòng Sigma đời cũ ngày xưa, đó là Sigma 2470 IS-EXDG phiên bản vỏ nhung á, nó giá từ 3 đến 4 triệu thôi. Và tiếp theo là bản ạt 2470 f/2.8 ạt, nó giá hiện tại bây giờ tầm 20 đến 22 triệu, rất là ok. Và đối với Tamron thì bạn có thể tham khảo dòng 2470 f/2.8 DIVC-G1, giá biển này tầm 7 đến 9 triệu. Các bạn lưu ý là con này dùng lâu là zoom rất là cứng nhé, nó nặng. Và tiếp theo là phiên bản Tamron 2470 f/2.8 DIVC USDG2 thì cái bản này nó giá hiện tại là khoảng 15 triệu. Và tiếp theo, ngoài các biến thể này, các bạn có thể tham khảo cái lens trước của 20 f/2.8 Canon, đó là 2870 f/2.8 L. Đây là phiên bản trước, giá hiện tại nó khoảng cỡ từ 5 đến 6 triệu. Và các bạn nhớ test kỹ ở khẩu độ 2.8 nhé. Và tiếp theo, ngoài các tiêu cự đó ra, các bạn có thể tham khảo khẩu F4, ví dụ như là 2470 F4, cái bản mà ISM mới đây á, nó thu gọn của 20 f/2.8 L2. Thì cái ống kính này có hỗ trợ thêm macro nữa, thành ra các bạn chụp rất là đẹp. Đặc biệt cái lens này là phơi sáng tia rất là sắc nha. Và tiếp theo đó là phiên bản 24105F4 L1 để chụp sự kiện đa dụng thì hiện tại giá từ 6 đến 8 triệu. Và tiếp theo đó là 24105F4 L2, giá hiện tại tầm 13 đến 15 triệu, sử dụng chụp tia rất là ok. Đó, các bạn có thể tham khảo các dòng kính đó cho Canon nhé, full frame và crop các bạn gắn vẫn được.